Uầy, không thể tin nổi luôn là bây giờ Thắng đang có 630 viên ruby, là Thắng có thể mở được hai cái khung VIP này đó. Nhưng mà hai cái khung 350 ruby thôi, còn đâu cái khung này tận 600 ruby luôn. Tất nhiên là Thắng sẽ mở cái khung VIP nhất rồi. Mở nó. Uầy. Và tên của Thắng bây giờ chỉ còn 30 viên ruby thôi. Đang giàu thì lại thành nghèo. Không sao, nghèo nhưng mà có cái khung VIP đi ra ngoài là oai rồi. Nhưng mà là Thắng thấy cái khung này nó không đẹp bằng cái khung lava đâu nhá. Đây này, cho các bạn coi lại nè. Cái khung lava đó thì là sẽ chuyển động như thế này, như thế này, như thế này, như kiểu một ngọn lửa đang cháy. Mà cái khung mình mua 600 viên ruby thì nó lại không chuyển động. Nó có chuyển động đấy, nó chỉ lóe qua một cái tia sáng đó, lóe qua một cái tia sáng nữa. Đang như cái khung này là phải ít tiền, còn đâu cái khung lava kia là nhiều tiền. Hay lắm, đầu kia là có cái khung con quỷ đầu loa rồi. Và cái video ngày hôm nay Thắng sẽ nhất định mở được cái thẻ bài anh cameraman cho các bạn coi đây. Ôi giời ơi, cái thằng trẻ trâu này, thấy chưa, nó tên là Mắc, nó quánh nhau con độc mi, cái sức mạnh của... Wow, sợ quá sợ quá. Thắng đi vào cái thẻ bài người khổng lồ xanh, tức là người ta bắt Thắng xem quảng cáo này. Và bây giờ những anh camera đèn đang đấu nhau với camera Skibidi 4 cầu kết hợp luôn nè, kết hợp nè. Wow, sợ quá, không biết là game gì đây, chơi có hay không là mình sẽ tải mình kết hợp luôn. Ui, chiến đấu này, chiến đấu, nhưng mà phải tải game về. Quảng cáo nó bị đơ xong, Thắng lại phải thoát ra vô lại, thế nó bực mình mất mấy chục giây cuộc đời. Thôi xong lại phải ăn lại cái con quỷ đầu loa và nó tránh xa cái con người khổng lồ xanh kia ra. Không ăn nó nữa. Cái thằng dinh côn này đi ra, đi ra, đi ra. Thắng sẽ lôi theo cái thằng trẻ trâu này đi uýnh nhau với Thắng. Bởi vì là mấy cái thằng trẻ trâu nó rất là máu luôn, nó rất là mạnh luôn. Đời đời, người khổng lồ xanh đây. Lúc nãy mình đi vô nó, bắt mình xem quảng cáo. Mình xem quảng cáo xanh nhưng mà không cho mình người khổng lồ xanh. Hay quá. Mình có bạn Blue, trẻ trâu, Blue em bé. Đi vào cái anh đại ca thua cầm quả búa này, anh đấy rất là đất đúng nha. Rồi, tên bốt này nó sẽ cho cái tên gì ra đấu với bọn Thắng đây? Wow, nó cho cái tên người khổng lồ xanh to đại bá luôn. Không biết là mấy cái tên trẻ trâu của ta có đánh không? May quá, Thằng có quỷ đầu loa rất là mạnh luôn. Rồi cái anh Thor này, đâu? What? Ui, thôi sao rồi mấy bạn ơi, mình thua rồi, mình chả biết là mình đi nhầm đâu, mình thua nè. Ây, thua rồi, nhưng mà không sao, Thắng sẽ lên cấp tất cả cái bộ ba này lên vàng. Chắc chắn là sức mạnh của mấy đại ca đây sẽ gấp đôi gấp ba lên. Rắn là trò này mình chơi nhiều rồi không hay. Hay lắm, tất cả của Thắng đã bằng vàng và sức mạnh tổng cộng là 630 lên là cái tên người khổng lồ xanh kia. Chắc chắn là thua cuộc và Thắng đã mở được, khóa được cái thẻ bài người khổng lồ xanh này. Bây giờ là có Blue Green với người khổng lồ xanh thì chúng ta sẽ chọn con ở đây. Tất nhiên là Thắng sẽ chọn Blue Green này rồi. Anh người khổng lồ xanh cũng to cũng khỏe đấy, nhưng mà mình không thích. Rồi sau đó là Thắng sẽ chọn cái con gấu này. Có cái con gấu này, còn cái con gì nữa ông ta? Uầy, con này là mới đấy, nhưng mà các bạn ơi, cái con này nó yếu nhất ra. Thôi lấy tạm nó cho nó đi chơi một vòng vậy. À đây rồi, người ta lại cho người khổng lồ xanh. Xanh này là xanh lá cây chứ không phải là xanh blue xanh ra trời. Và cái anh Thor này, đến một cái lời nghĩ trang ngày hội Halloween ơ, đúng không? Tên quỷ đầu bí ngô kia thích đấm nhau với quỷ đầu camera không? Hehehe. Ui, bọn nó toàn của con mạnh đấy nhở. Rồi, Thắng sẽ cho em Green này ra. Thua nó kìa. Không. Ui, đây Green đấu với cái con này giống cái con chó này, cái con gì đấy. Người khổng lồ xanh là đấu với con chị Woodman này. Đâu ai nữa? Đây, anh Thor là đấu với anh này luôn. Bây giờ là tấn công chiến đấu. Cả ba đều thắng luôn, bởi vì là Thắng mang được rất là nhiều nhân vật. Trời ơi, dậy đi bạn ơi, dậy đi anh chị ơi. Sắp mở được cái thẻ bài gì kia Thắng không biết luôn. Mới mở được 20% đấy. Lại bắt tôi đi nhặt đá làm cái gì? À, kia rồi, đầu kia là có chị Mummy Long Leg kia. Ui ơi, là hơi bị lạ đấy nhá. Tháng chưa mở được cái chị Mummy Long Leg này mà người ta cho mình rồi. Mummy Long Leg khỏe hơn cái anh Enderman kia. Xin luôn chị gái ơi. Nhưng mà Mummy Long Leg này sao mà chân tay mà nó ngắn vậy trời. Ui, tôi quên không ăn mấy cái cục tiền ở đầu kia. Thế là bây giờ tôi phải chơi lại từ đầu rồi. Không biết là ở cái ván này tôi vẫn còn chị Mummy Long Leg nha. Cố gắng lên, ăn thật nhiều tiền thì đến cái đần sau kia mới mở được anh người khổng lồ xanh kìa. Đừng bỏ qua một cục tiền nào nha. Lại cần có mấy cái bú này đi đập hết cái tiền của mình. Hay lắm. Chưa gì mà đã hai con chị khỏe. Wow, các bạn nhìn này. có Godzilla luôn. À, Godzilla ở đợt trước là thằng cũng mở khóa được rồi, nhưng mà tại vì bây giờ phiên bản cập nhật mới nên là thằng phải mở khóa lại từ đầu luôn nè. Gì đây, lại bắt kết hợp cái gì đây? Bây giờ có chị Mummy Long Leg à, kết hợp với cái gì? À không phải, hai con Haki này vào đây đúng không? Chọn luôn rồi. Bây giờ là uýnh nhau đúng không? Uýnh thì uýnh đi. Xem nào. Ồ, nhưng mà bây giờ lại xem quảng cáo chơi game như thật luôn nhá. Như kiểu là mình đã tải về máy rồi ấy. Ui, này thì Haki hai đầu này, ngã xuống đi. Rồi bây giờ Unstart là kiểu gì người ta cũng bắt mình đến để tải game về này. Thắng thông minh rồi, thắng không Unstart đâu. Thắng ấn dấu y cơ. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bây giờ là thằng đã xíu. Ai, các bạn có biết là ai không? Đó chính là con Godzilla luôn. Và anh người khổng lồ băng vàng. À, đầu kia là có ông già Loen này. Nhưng mà thằng sẽ chọn cái chị gái Squid Game. Wow. Toàn những nhân vật VIP hot đẳng cấp luôn. Thế này thì nó lại thua rồi. Ra đây em ơi, cho mấy em khỏe khỏe vào. Bên nào cũng có Godzilla và một con quỷ địa ngục và một cái con trâu chó gì đó. Thắng sẽ cho em Dark Squid Game. Ủa, con Godzilla nó khỏe lắm, tận 260 cơ. Mình tận 190 thì làm sao mà đấu được. Thui. Bạn Dark Squid Game thì sang bên này nha, đấu với con quỷ địa ngục kia. Mummy Long Leg thì đấu với cái con trâu bò chó này. Còn đâu là ý Godzilla đối với người khổng lồ xanh. Wow. À, bây giờ là thành người khổng lồ vàng rồi. Chiến đấu luôn. Một cái vả nữa. Mummy Long Leg hay lắm. Sắp mở được cái con khỉ gió này rồi. Không chọn ai cả. Tôi chọn những cái thẻ bài cơ. Mở khóa nè. Tặng skin gì mình đây? Uầy, tặng huân chương huy hiệu à. Xin luôn huy hiệu cướp biển. Nhưng mà thắng không thích làm cướp biển. Thắng chỉ thích làm police thôi. Thôi, lại nhất mình sang cái nhà máy này rồi. Lấy cái nhà máy này luôn. Âu, nhưng mà từ lấy đến giờ tôi vẫn chưa mở được anh cameraman nhờ. Gì đây? À, Thor là Thor và Kim Cương luôn nha. Tôi không thích Thor Kim Cương đâu. Tôi chỉ thích anh cameraman 3 sao, 4 sao, 5 sao rồi. Rồi, bây giờ đến lượt cái con trâu này. Xin luôn cái con trâu này. Ồ, đương nhiên là mình ăn luôn cái tên Thor kia là mình lại có hai cái tên Thor Kim Cương nhở. Lên là thắng cố tình thắng đâm xuống sông để thắng ăn lại cái tên Thor này. Rồi tên Thor 1 sao kết hợp với cái tên Thor 2 sao. Hay lắm. Bây giờ là thành Thor vàng rồi kết hợp tên Thor 3 sao là sẽ thành Thor Kim Cương. Ăn tiếp một tên Thor nữa. Rồi lần này là kịch rồi, lần này không thể lên Kim Cương Titanium nữa mà sẽ kết hợp với một anh Thor nữa. Giờ là thành Thor bằng vàng với anh người khổng lồ xanh. Thor cầm búa tiếp nè, hai anh Thor Kim Cương và một anh người khổng lồ xanh lưng cướp lên thành người khổng lồ gớt vàng. Lần này là cũng không thể đấu lại được thắng đâu. Cho cái loại quân mạnh nhất ra đây. Xem nào, ui rồi ơi, nó có mỗi một cái con trâu chó bằng vàng. Không thấy bọn thằng có hai tên Kim Cương này à. Lại còn có người khổng lồ xanh nữa thì làm sao? Bọn thằng chứ còn làm sao. Đây này, đây chính là cái con khỉ kinh không. Con khỉ này sẽ đấu được với con Godzilla. Bao nhiêu phần trăm rồi? Ôi giời ôi, lại Sogoku đấu nhau nè. Không đấu. Bọn này đùa mình rồi. Đây này, vẫn là anh cameraman như thế này. Nhưng mà trời, đến level 30 gặp boss rồi. Nhưng mà vẫn chưa gặp cái anh cameraman nào. Chắc là phải đến cái level cuối cùng, level phá đảo thì mới gặp được cái anh cameraman đó. Kia rồi, lại gặp ngay bạn Blue trẻ trâu. Bạn Nucon có đúng hai cái quả răng cửa như kiểu là răng của con chuột. Hay lắm, lần này là có anh Green bằng vàng rồi. Ở cuối còn gặp anh nào nữa thì thằng sẽ lên người khổng lồ Kim Văn Cương luôn. Con gấu Freddy này. Kia con Haki Hoki kìa. Nó yếu hơn anh Thor kia nhưng mà thằng vẫn chọn Haki Waki bởi vì là thằng rất thích Haki Waki. Lần này là nó sẽ cho cái con bốt hình như con kinh công, con khỉ ra sao ấy. Đấy, đúng luôn. Con kinh công này đấu với người khổng lồ xanh đi, sức mạnh của nó tận 550 luôn. Ôi, may quá, của nó 550 thì của thắng là 560 và thắng đã giành chiến thắng rồi còn đâu. Đấm này. Mỗi người đấm một cái là nó lăn bolo luôn. Lần này là thắng đã mà được cái thẻ bài cái con khỉ này rồi. Xin luôn cái thẻ bài con khỉ này. Đó, mở thẻ bài con khỉ phát là có con khỉ luôn. Mở thẻ bài cameraman, mở từ đời là rồi mà vẫn chưa thấy anh cameraman đâu. Ôi, chẳng nhẽ phải gọi là thử thách đi săn thẻ bài anh cameraman. Sao có một con khỉ vậy trời, cho thêm cái con khỉ nữa đi. Ê, không có cái con khỉ nào nữa à? À, cái tên tím tím này giống cái người dân ở trong thành phố vui nhộn của tháng. Được rồi, đấu cái tên mặc cái quả bộ quần áo giáp sắt nè. Có cái mũ sắt tôi. Nó cho ai ra đây? Nó có người khổng lồ xanh kìa. Nhưng mà nó không có cái con khỉ giống tháng đâu. Uầy, lần này là thua rồi mấy bạn ơi. Bên mình là mình thua mất cái người tên tím tím này kìa. Hài, cái tên trong là thành phố Vui Nhượng không có nhau mình phải rồi. Ô, sao vẫn mở được ra cái tên con khỉ này nhờ? Mình vừa mở được xong mà. Bây giờ phải báo người khác đi. À, đến cái đoạn này hay rồi. Skibidi nào là Skibidi thật? A, B, C hay là D? Chắc chắn là C rồi, bởi vì là nhìn cái màu đỏ với cái màu này thì không phải đâu. C, chính xác. Tinh tinh. Ui, wow, ui, kinh, nó đấm dầm 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 một cái, ngầu thực sự luôn, ngầu như quả bồn cầu luôn đó. Wow, may mắn quá là vẫn chiến thắng cái con Godzilla này. Đấu luôn. Nào, xông pha lên. Trời ơi, nó ngầu quá đi. Ngầu hơn cả con khủng long nữa. Vâng, xong, sau khi mà đánh bại là ta sẽ sở hữu luôn cái con Godzilla này. Xin luôn con Godzilla. Hai, săn được cái em Godzilla kia rồi mà vẫn chưa săn được anh cameraman. Chắc chắn các anh cameraman hot đây là người ta để phá đảo game thì mới mở được đây. Thôi các bạn ơi, thời lượng video tháng hết rồi, nên là thằng sẽ hẹn ở cái video sau thằng tiếp tục săn cameraman cho các bạn xem tiếp. Còn bây giờ là bye bye nha.